Video chỉ mang tính chất giải trí và không cổ suý cho những hành động xấu và đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Mình chính là Sammy xấu gái với hành tinh vũ trụ thế giới điện ảnh. Còn kế bên mình là Phong Cận đẹp trai với hành tinh vũ trụ thế giới điện ảnh. Trời, cái ông này tôi nhờ ông gái giọng tôi mà sao ông che tôi xấu gái vậy? Gì cày vậy đây kênh tôi nha, kênh của tôi nha. Tôi nói. Trời ơi trời, người ta nhờ làm cho đoàn hoàng tí chơi giác giống nào ơi. Trời ơi ok. Mình đem người trở lại. Về ông quánh tôi hả? Về ông quánh gì? Ông quánh tôi lại coi. Quánh đi. Từ từ ông. Đó. Nhảm rào gì vậy? Sammy đào cho đi luôn. Ủa gì đây? Trời ơi bỏ tay luôn. Trời ơi đừng có cần bỏ tay đâu. Ok và chào mọi người trở lại với kênh channel của Sammy Đào. Đó thì hôm nay mình và Phong Cực lại có một trận biêu đó mọi người ơi. Lại có một cuộc thi biêu xây dựng mọi người ơi. Và hôm nay không phải biêu nhà an toàn, không phải biêu cầu thang dài nhất thế giới, mà là biêu mê cung. Mê cung núp vào bro. Đó mọi người ơi, ai sẽ là người xây mê cung bro VIP nhất và thắng trong cuộc thi này, các bạn đừng quên xem hết video nha. Rồi thì bây giờ là Phong Cực chồng muốn chồng núp về bro đây. À, cho Phong Cực. Ơi, tôi nhường sao? Sao ông chú mặt ra tôi? Á! Sao ông chú đứng ra mặt tôi? À, chú lại. Tôi à, tôi nhường cho Sam bờ rồ á, tôi là chồng nước luôn, nhường luôn. Hỏi vui, hỏi cho vui thôi, chứ chưa bê tôi, sao bây giờ tôi sẽ chồng bờ rồ hoài luôn. Có ông núp rồi, tại vì tôi nghĩ là có cái danh xưng gọi là xây nhà an toàn, gọi là bờ rồ với tôi chứ chồng bờ rồ tôi, ông là ông mãi mãi chồng núp mọi người. Ok, thì bây giờ không cần nói nhiều nữa, tụi mình sẽ vào cuộc thi. Ai là người thi xây gọi là mê cung VIP nhất trong Minecraft xin được phép bắt đầu. Cha. Rồi bây giờ chúng ta cũng bắt tay vào xây gọi là mê cung an toàn nhất trong Minecraft cho mọi người. Đây thì Sam đã xây sẵn một cái khung rồi mọi người. Ủa gì đây? Trời ơi cái con này vậy? Phong Cận chưa vô mà sao ngươi dám vô hả? Đây là mê cung tôi dành cho Phong Cận và dành cho ngươi. Đây là con tê còn luôn tê đúng không? Trời đất ơi, trời vô đây tham gia luôn mà không cho nha. Rồi đây, đó. Đây là cái màn đầu tiên tôi dành cho Phong Cận. Mà trước khi có cái màn đầu tiên tôi sẽ gọi là thả cơm tó nhẹ nhẹ không? Đó, thả bả thôi đó. Đây. Bên này tôi sẽ để một cái nước gọi là nước acid mọi người ơi. Đó. Ví dụ như ông Phong Cận tới cái chỗ này nha, ông thấy cái bãi nước thế nào tôi nghi nha. Tôi nghi nha là ông thế nào cũng nhiều chuyện. Ông tới ông nhảy xuống qua có cái gì dưới không? Nếu mà ông nhảy xuống dưới ông sẽ bị dính. Ông sẽ bị giật cả tân luôn mọi người đó. Nếu mà ông không có nhiều chuyện ông đi ngang qua thì cũng bị dính chơi nha mọi người đoán xem đoạn này Phong Cận có nhảy vào cái chỗ nước này hay không. Đừng quên comment vì dưới sao biết nha. Còn riêng Sam tôi gọi là chắc chắn là Phong Cận sẽ nhảy vào luôn. Mày có thấy cái tính của lại tòm hồ không? Đây ok. Rồi sau khi tới đây xong tôi phải làm gì đó ở đây để trong phòng bị mắc kẹt trong phòng này mọi người đó. Tôi nghĩ coi hình như là đây Sam có cách rồi mọi người đó. Thì mình sẽ dùng một cái bẫy cực kỳ đơn giản mà ai cũng dùng hết mọi người, ai cũng đã từng dùng cái bẫy này mọi người. Bẫy này là bẫy cơ bản, bẫy hồi xưa lắc xưa lơ luôn. Bạn nào chưa biết thì mình sẽ hướng dẫn các bạn, còn bạn nào biết rồi thì thôi nha. Đó đây thì đây gọi là cái bẫy bẫy mắc kẹt á mọi người đó. Mình sẽ đi sao ta? À đây rồi nhớ rồi đó. Đây mình sẽ đặt mấy cái này ở đây. Nó rất là đơn giản mọi người, nó đơn giản lắm luôn nhưng mà nó nhiều người cũng như bị lừa mọi người. Đây hả, lên đây. Đây. Đúng ta. Đó, rồi. Đó ví dụ nha. Ông tới đây nha mọi người, ví dụ nha. Mình đây. Rồi ông tới đây. Đó. Ổng chịu luôn đó, cái này là bị mắc kẹt trong mày hoài luôn mọi người đó, thấy chưa? Nhiệm vụ của ông là phải thoát khỏi cái phòng này mọi người đó. Đây thì cái phòng này đó là phòng đầu tiên mọi người đây. Mình vừa phát hiện ra một cái rất là bro mọi người đó. Đây mình sẽ phòng này mình sẽ cho là phòng đi tìm cần gạt nha mọi người đó. Nhưng mà tìm cần gạt bình thường mà sao mà được đúng không? Từ mình sẽ làm cái này xong luôn mọi người. Đây bây giờ mình sẽ cho một cái trứng heo nha mọi người. Ví dụ như mình sẽ cho trứng heo giả vờ là đó con heo là gì con yêu quái nha mọi người. Đây cái trứng heo này mọi người, trứng heo này mọi người đó. Đây mình để vào trong đây, sau đó mình để cái rương. Rương ví dụ nha, mình bỏ cái trứng gọi là mình bỏ cái trứng con zombie trong này đó. Ví dụ mở cái rương mình sẽ cho rất nhiều cái rương, mình sẽ random hình nào hình ấy. Ui. Trời ơi cái gì vậy? Thì con tê tê nó vô tận đây luôn mọi người. Trời ơi sao xíu vậy? Trời ơi thì ra con tê tê đó bị bờ rồi mọi người, nó vô tận đây nó không qua bên này luôn mọi người. Trời ơi trời bờ rồi quá mọi người đó. Ví dụ Phong cần mở đây nha. Đó quá vì một cái sự thông minh xuất sắc của Sam nên Sam lại làm sai cái kết quả, cái gọi là cái công thức mọi người. Bây giờ Sam mới hướng dẫn lại mọi người nhớ nha. Trời ơi tới đây mệt gần chết rồi, lâu làm nhiều quá cũng quên đó mọi người đó. Bây giờ đầu tiên chúng ta cần cái gọi là cái hộp này, mà không biết cái gọi là gì đó, cái hộp hình tròn này. Sau đó nhét trứng zombie vô, nhớ trứng zombie nha mọi người. Thứ ba đặc biệt
phải dùng cái sáp chết này nè mọi người đó, cái chết mà có cái màu đỏ này mọi người đó, thấy chưa, mới dùng được nha. Còn người là cái chết bình thường không dùng được đó. Thôi đặt mình ship xuống mình đặt à. Đó, ok, cuối cùng, bước cuối cùng là mở chết ra đó. Tí chưa mọi người, tí chưa, mở chết mà cũng spam ra zombie đó. Sẵn cho ông Phong sẽ tìm cỡ chục cái chết là tôi sẽ xong, là ông Phong sẽ spawn tầm là chụp con zombie đó, quánh cho đã tay luôn mọi người ơi. Đó, các bạn thấy cái bẫy của Sam hay không, đừng quên comment video Sam nhất nha. Rồi bây giờ tôi sẽ rải điều cần chục cái đó cho ông Phong chơi đó. Ok nha, ok ok. 1 minute later. Sau 1 phút gọi là 30 giây Sam đã đặt xong được tầm 36. Ok, 36. Từ từ mình phải tính cho nó đầy đủ mọi người. 1 2 3 4 5 6. 6 x 2 12. Ok, 12 cái rương đó. Thì trong mỗi cái rương thì không có giấy chơi mọi người đâu, mở ra là có zombie, mình tặng nhau một con zombie á, nếu quý về con gì đó thì tôi sẽ random gọi là từng cái rương có một cái sẽ có một cái kiếm, hiểu không? Nói chung là nhiều zombie vậy phải ít nhất phải cho Phong cái đường sống đúng mọi người. Đây mình sẽ cho ông Phong cần đây cái kiếm ở đầu này đó, cái kiếm trong này đó, kiếm sẽ là cuối đây, còn cần gạt sẽ là đầu đây. Không lỡ ông Phong mở cái này ra sao? Thôi kệ em sao đó, nếu ông hên thì ông đây đây nha mọi người đó. Đầu chỗ này sẽ là cần gạt, còn cuối điểm này đó chính là gì ta, cái kiếm cho mọi người để xem qua ông Phong cần có kiếm ra không nha. Đó thì đây kiếm cần gạt xong thì ông sẽ có cái cửa rồi, đây ông để mở cửa ra để ông đi đó. Ok mọi người, thì chúng ta đã hoàn thành xong cái bẫy đầu tiên. Cái bẫy này tên là gì ta, rương yêu quái đây mọi người đó. Ok bây giờ chúng ta cùng qua với cái bẫy thứ hai thế nào, let's go. Woo! Đối với cái bẫy số 2 thì mình nghĩ đây là cái bẫy mà mình yếu nhất, nên là mình sẽ cố gắng hoàn thiện nó. Mà mình nghĩ cái bẫy này mình sẽ tua tới mọi người đó, chính là bẫy mê cung mọi người ơi. Đó thấy bờ đâu không, tôi sẽ làm bẫy gọi là mê cung trong mê cung mọi người đó, lũi sợ. Nhưng mà cái bẫy này Sam xây cực kỳ yếu nên Sam phải tua tới thôi mọi người ơi. Có gì mọi người thông cảm giúp Sam nha. Ok bây giờ Sam sẽ bắt đầu quá trình tua tới xây bẫy siêu gọi là siêu speed luôn mọi người. Let's go, let's go. Woo! Cuối cùng cũng xong luôn mọi người ơi. Ta nói nó mệt gần chết luôn à. Cái gì mà theo chuyên môn của Sam, Sam xây về bẫy quen mọi người, cùng xây mê cung đồ khó lắm luôn. Đây là Sam đã cố gắng lắm á mọi người. Đây thì đây chính là cái mê cung trong mê cung của Sam mọi người ơi. Đó đây là điểm xuất phát rồi mọi người. Điểm xuất phát ở đây. Còn điểm kết thúc, cái điểm mà người ta có thể thoát khỏi cái mê cung này đó là đây mọi người ơi. Đó ta nói nó mệt gần chết nè. Không biết là cái mê cung này ông Phong cần có giải qua đúng không ta. Tại vì ông Phong cần là thánh giải mê cung đó mọi người. Đó tôi xây cái mê cung nào Phong Cận cũng qua á. Mong là cái mê cung này sẽ gọi là gì ta, có thể gọi là gì ta, chặn cho Phong Cận không qua khỏi màn tiếp theo mọi người ơi. Ok bây giờ chúng ta cùng qua cái bẫy số 3 thôi nào. Đi thôi. Đến với cái bẫy số 3 là cái bẫy mà Sam thích nhất luôn á mọi người. Đó cái bẫy là cái bẫy siêu buồn cười luôn, do Sam tự sáng tạo, Sam hồi chúng suy nghĩ ra cho mọi người đó nha. Đó đây, thì cái bẫy này làm rất đơn giản luôn. Đó mình không spoil tên đó cho các bạn đoán xem cái bẫy này là cái gì nha. Ok thì đầu tiên muốn làm cái bẫy này chúng ta cần có một cái gọi là hố đen vũ trụ, không gọi là không xác định được mọi người đó. Mình sẽ cho khoảng chừng này đi mọi người đó. Được chưa nhỉ? Đây ok ok, đây mình đập lại đó, đây cho biến mất một cái boom đó. Ok muốn qua chỗ này cần phải có một hố đen vũ trụ. Sau đó chúng ta sẽ dùng cái gì đây, ai đó, đá, đá ơi là đá luôn đó, rất là đá luôn mọi người đó. Mình lắp một đường đá, đây đường này đá đều đều cho ta. Đây mình lắp một cái đường đá đó, nguyên một cái đường bằng đá nha mọi người, không phải là bằng nước nha. Đó bằng đá, bắt buộc phải có đá nha mọi người đó. Đây đây đây, sắp xong rồi. Cái đường này tôi làm cho dài dài tí đó, trong Phong đi khổ chơi vậy đó. Đây một cái đường đá siêu dài siêu dài siêu dài. Đá này là bài chính nè. Ok rồi, một cái đường đá rất là đẹp luôn. Sau đó cho thấy dũng gì fan, ủa gì đây, sao tôi lại dùng, ủa cái này là fan hả, trời ơi hâm mộ. Cái này dịch ra tiếng Việt là hâm mộ, mình nghĩ là cái này là cái fan, chắc là có nhiều nghĩa mọi người. Cái này là cái cánh quạt đúng không. Tôi sẽ dùng fan hâm mộ của tôi. Đây đây, nói chung là fan hâm mộ đó. Đây tôi sẽ đặt này, đường này dài như đường này to cho ta. Đây đủ to không được. Đây mình sẽ đặt random từng cái, đặt từng cái, mình đặt lộn chỗ mấy chỗ này thôi mọi người đó. Mình đặt lộn chỗ này không cần phải đều đâu. Đây
Trời ơi trời, cái bẫy này tôi nói thật luôn, tôi mắc cười luôn mọi người. Tôi sáng tạo trong sao tôi cũng cười cả ngày luôn mọi người. Về cách hoạt động của nó đơn giản nhưng rất buồn cười mọi người. Đây rồi, cuối cùng bên này cho chốt một cái xong đó. Sau khi đặt mấy cái tấm gọi là backdrop xong, sau đó tôi đặt fan tôi lên. Đó, cái máy đặt lên nghe buồn cười à. Fan đó, đây fan đó, fan hâm mộ. Đặt mấy cái gọi là cái quạt ở đây mọi người. Rồi xong, còn thêm một tí nữa mọi người. Xong rồi sắp mọi người chờ xíu nha. Cái này không tu tới được, tu tới nó mất vui. Đó, rồi đây. Sau khi đặt xong cánh quạt, chúng ta cần khởi động cánh quạt mọi người bằng cách dùng cần gạt. Mở lên. Rồi, mở lên. Thấy chưa, đây là gọi là đại hội quạt mọi người ơi. Và nhiệm vụ của Phong Cần làm sao để qua được màn này là bằng cách dùng cái thuyền đi qua. Ổng mà dùng chân là tôi khẽ ra cái chân của Phong Cần liền. Đó, thấy chưa. Cái đường nhìn chung ga nha mọi người đó. Tôi xin cho mọi người thấy cái sức mạnh của mấy cánh quạt này nha mọi người. Đây, từ lấy cái thuyền thử ra nha. Mà đi thử sơ bộ nha mọi người. Đó, từ sẽ bam boy này chúng tôi là rớt đó mọi người. Đó, ok. Đây, rồi thử nha. Rồi, what? Chưa kịp đi mà đã té xuống rồi. Trời ơi trời, cứu. Châu trang mèn đất ơi, cái gì mà mạnh dữ vậy trời ơi. Ui, tôi thay bộ đồ gì vậy? Trời ơi, no, thay lại cái bộ đồ gì đây, thì góp vậy? Này, thay đồ xong xinh đẹp mọi người. Tự nhiên người ta đang đồ đẹp, tiếng thay cái bộ đồ thấy ghê rồi. Từ đây tôi thử lại coi. Không thể nào, tôi là chủ nhân rồi, là cái bẫy này tôi không thể nào qua được, hiểu không? Để cho ông cần gọi là lé mắt qua để từ từ mình thử coi. Đi sao cho nó bộ đồ ra. Ui, đây khó nha. Ui, cái này khó nha mọi người, cái này khó nha. Nói chung là cái bẫy này nó cũng không sao, nói chung là mình là người C7 đúng không, cũng không qua được hay không là kệ ông, nó tôi qua cũng không được, nói chung là vậy đó. Nói chung là tôi xây ra cái bẫy mờ rồi quá mọi người, tôi còn không qua được, còn không biết Phong cần qua được không, nhưng mà đây là thử thách của tôi mà đúng không. Đó, ok, thì bẫy của số 3 sắp đặt là gì ta, bẫy con đường băng bão tố mọi người đó, vừa đường băng mà còn có quạt này mọi người đó, đường băng rất là bão tố. Ai các bạn đón xem là cái bẫy này Phong có qua được không nha, còn tôi là tôi qua được rồi nha mọi người, ok nhớ nha, không biết Phong qua được không nữa. Ok, thì bây giờ chúng ta cùng sang cái bẫy số 4 thế nào. Let's go. Đến với cái bẫy số 4 thì cũng là cái bẫy xém cuối, thì Sam sẽ quyết định chọn cho cái bẫy gọi là bẫy lựa chọn mọi người ơi. Đó, như mà bẫy thì chúng ta có 3 cái ô tượng với 3 loại hình khác nhau. Màu đất tượng trưng cho núp gà, gà ơi là gà đó. Kim cương tượng trưng gọi là cho gọi là gì ta, bro đó, bro. Sam đang xây mấy cung bro mọi người. Đã bro. Còn bên này đó là backdrop tượng trưng cho hacker đó, bro vip luôn mọi người ơi. Đó, thì Phong cần phải chọn một trong ba cái chỗ này để tìm ra chìa khóa để thoát khỏi chỗ này mọi người ơi. Đó, thì bên này mình sẽ đặt tên trước cho mọi người. Noob, đây noob NOOP. Đó, noob rồi. Đó, quả giống noob luôn. Bây giờ mình sẽ trang trí sương sương nha mọi người. Đó, noob thì thường người ta sẽ có gì? Rong rêu bên trong. Đó, rong và rêu tượng trưng cho noob nha mọi người. Còn gì ta, bro thì tượng trưng gì ta? Bro thì chắc là mình gắn mấy cục kim cương lên cho nó sang mọi người, chứ cũng không biết là đây mình sẽ gắn kim cương lên nha. Kim cương. Đó, mình sẽ gắn kim cương trong đây chứ mình không biết bro là nên làm gì. Đây là bro nha mọi người. Đó, rất giống bro. Còn bên này hacker. Thấy chưa? Đen xì lì này, hacker này mọi người. Hacker thì mình nghĩ nếu mà nói về hack thì mình chỉ nhớ duy nhất một cái đó chính là cái camera mọi người đó. Trang trí lên cho sinh động mọi người đó. Hacker người ta sẽ nhớ đến camera. Đó, đột nhập mọi người. Đó, hacker. Đó, thì ok. Thì trong ba cửa này chỉ có một cái. Trong ba chỗ này chỉ có một cái đúng không mọi người ơi. Đó, thì đây mình có ba cái rương tượng trưng cho ba căn phòng mọi người. Đó, chết. Đây là chết bình thường có dứt trơn. Còn đây chát chết. Đó, cái chết này là 7 mọi người. Còn đây chết bùm. Đó, bùm chiếu mọi người. Đó, bây giờ mình sẽ để tương tự từng rương nha. Đó, bên này bên núp thì mình nghĩ mình sẽ cho ông Phong, nếu mong Phong mở ở cái rương này tôi sẽ cho ông gặp bạn zombie cute. Đó, hiểu không, zombie cute. Đó, tôi làm y chang cái bạn trước mọi người. Đó, đây ở bên này đây rồi, ok, mình sẽ bỏ trứng zombie hay là con gì ta. Zombie là chắc ổn nhất mà mình không biết cho con gì vô mọi người. Zombie là ổn nhất rồi, ok, phải dùng, mọi người phải nhớ dùng cháp chết cho mọi người mới gọi là spawn ra nha. Ok, đây ổng sẽ spawn ra được rất nhiều, không, từ mình sẽ cho nhiều trứng lên, không được đó. Ổng vào cái chỗ nút này ổng sẽ gặp được bé zombie đáng yêu. Còn bên nếu ông chọn bên bro, lỡ ông lại bên hack mọi người, bên ổng chọn bên hack thì sao, ổng sẽ gặp được cái chết bùm. Mà cái
cái chết bum này có ý nghĩa như thế nào. Đây Sam sẽ test cho mọi người nghe nha. Nhìn nè. Bum. Trời ơi, cái chết bum này chỉ cần mở cửa ra là bum 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 bum. Ai là kìa vô máy bum. Đó thấy không? Đó là vô là bum chiếu lắm mọi người đó. Đây chết bum. Trời chết bum. Chết bom, chết bom. Đó, ông vô đây là ông banh xác luôn mọi người ơi. Chỉ có chết bro. Tại vì sao? Tại vì chúng ta đang làm mê cung bro thì ông phải vô bro nha mọi người. Nếu ông mà không vô bro thì ông sẽ thua. Trời ơi, bên này nổ lan qua bên này luôn mọi người. Mạnh quá. Đây, rồi đây, mình lắp. Lắp lại khổ quá. Nổ bên này văng bên kia luôn trời. Đây, đây. Rồi, lắp lên cho nó bro tí. Rồi ok, đó kim cương. Rồi bên này sẽ là có gọi là cần gạt nha mọi người. Đây, nè ông vô đây nha mọi người đó. Cần gạt để qua cái màn số 4 mọi người ơi. Và đây giờ, bây giờ khoảnh khắc quyết định xây màn cuối cùng, xây boss nha mọi người ơi. Đó. Ok mọi người ơi, thì cuối cùng mình cũng đã tới được cái màn cuối, màn boss mọi người. Đây, mình sẽ để con boss trên này nha mọi người. Đó, trước khi có gọi là con boss thì mình phải có cái cầu thang lên đây chứ đúng không? Đó, mình sẽ để cái cầu thang trên này. Rồi, bây giờ mình sẽ để cái rương bên cạnh. Đó, cái rương này, cái rương bên cạnh. Đó, coi như là đây là một cái vũ khí là để ông Phong gọi là chiến đấu con yêu quái kinh khủng trên kia mọi người. Đây, giờ mình sẽ cho một ít táo vàng. Đó, táo vàng anh chen tí. Cho ít giáp mọi người ơi. Đó, mình là nhà kim cương mà đúng không? Mình phải gọi là vậy, mình phải đưa cho ông Phong gọi là kim cương chứ không thể nào mà để cho mình là mang đồ, không có đồ mang kỳ đó mọi người đó. Áo, mũ, giáp đoàn hoàng. Cho cây kiếm, kiếm kim cương. Đó, rồi. Bây giờ bonus thêm đi mọi người đó, cho lần này cho thêm cung đi mọi người đó. Cho cung đồ bắn cho nó thoải mái, tại con yêu quái này hơi bị khó nha mọi người. Đó, rồi bây giờ chúng ta đặt cầu thang lên đây. Cầu thang, rồi đây. Lên cầu thang này cũng hơi cao mà mình đặt cho nó dài tí đi cho mỗi chân chơi đó. Rồi đây, đó. Rồi đây, cái màn cuối cùng đã tới, màn boss xuất hiện các bạn đoán xem quay. Từ giây phút này boss là ai cho mọi người đây? Boss mình đang giữ cho mọi người đó. Ok, 3, 2, 1, ok, bạn nào mà đoán con boss này đó chính là sói thì bạn đó chính xác nha mọi người ơi. Đó, cái màn cuối cùng của mình là con sói hung dữ này nè mọi người nhớ không? Trời ơi, nhìn hàm răng kìa, trời ơi nhìn nó đáng sợ chứ là đó. Đây là con boss cuối cùng của Phong Cực đó, sói ăn thịt cho mọi người ơi. Ok mọi người, thì Sammy đã hoàn thành sao gọi là mê cung của Sam rồi mọi người. Bây giờ chúng ta cùng xem quay mê cung nước của Phong Cực với mê cung bro của Sam để xem quay ai mới là người chiến thắng, ai mà người là sở hữu danh hiệu say gọi là mê cung bro nhất nha mọi người. Ok, let's go. Ok mọi người, thì mình đã tới được cái mê cung của Phong Cực TG sấu chơi hành tinh vũ trụ thế giới điện ảnh may lắm đây mấy bạn ơi. Tôi là đẹp trai chứ phải xấu trai nha. Rồi, đẹp trai được chưa? Mệt rồi, lâu thay đổi tí rồi bây đẹp giờ. Đẹp trai thông minh nữa chứ. Rồi, rồi giờ review đi đây. Cái đây là rồi, cái mê cung của Phạm Cận. Rồi giờ sao? Với Sam. Đây chính là mê cung nước của tôi. Đó, thì Sam lần nào Sam cũng giành mê cung bờ đồ các bạn ơi. Sam tay bắt mình dùng mê cung nước. Kệ ông. Rồi bây giờ chọn một trong hai đường đúng không? Đúng rồi, đây xin hiểu Sam, ở đây là chúng ta đang có hai cái đường. Một cái đường á là cát bình thường, một cái đường có cát nhưng mà có gai nữa. Thì đó những người thông minh sẽ chọn cái đường không có gai mà đi đúng không? Đúng rồi. Làm nước đó nha, ta chọn đi. Hai đường bên này nó không có gai hết trơn á. Bên này nè, qua bên này nè. Ủa bên này hả? Cha để xem quay. Qua luôn. Ê, quẹo đánh tôi nha. Không cho tôi tác động nha, này tôi đi nha. Đâu có đâu, tôi chưa sẵn qua. Rồi. Sao coi tôi nè, tôi đi qua nè. Đi coi. Ủa, sao chân chậm đất vậy? Trời, mấy bạn biết sao không? Tại vì tôi biết cái này cắt lũng mọi người ạ. Ủa, Phong ơi, thử chậm đất cái này, thử nè, đi. Nè, tôi đang đi nè. Rồi, bây giờ ông đứng lên, tôi Phong ơi, thử đi thôi. Đâu bị gì đâu, thấy không? Mày đặt làm cái gì vậy? Ủa, tôi game bóc không cho ông, mày đặt bay đồ. Ủa, đây bình thường mà ta. Ủa, đây bình thường mà. Ôi ghê ghê. Ôi ghê. Bơi nè. Ôi ghê. Rồi lên. Rồi sao? Lên. Ôi. Ôi. Nó đờ mày quá. Trời ơi, mày đặt thôi qua được rồi. Kẹo, mày đặt lên 7 tôi chứ gì. Đường trong gai là đường an toàn đó mọi người. Ủa gì vậy? Để tôi đi, Đây. Quá à. Ôi ôi, ấy à, định lừa tôi vậy, xin lỗi, tôi hơi bị thông minh đó. Ê, ông kìa làm gì vậy? Ê, không có cái... Trời ơi, coi chơi da kìa. Coi chơi da kìa. Hả, tôi thôi. Ê, để ông chơi da. Trời ơi, đồ cái chơi da nè. Không cho ông cầm. Trời ơi, bây giờ nha, ông mà còn người ta đụng tôi thêm lần nữa, ông mà phạm luật đó nha, ông chơi nha. Không biết,
biết rồi, ok. Rồi tiếp đây rồi. Đây? Tiếp theo, xin mời Sam, đó chính là rồi, gì đây? Chọn giá đúng, Sam phải chọn trúng cái rương nào đúng để có thể tìm ra được cần gạt qua bên hãy chọn theo. Giá đúng à, chàm, nhiều rương dư ta. Ui trời ơi, ui trời, mấy cái rương này tự nhiên nó nhìn nó lạ dữ không? Chẳng mấy cái rương này sao có biết cái đỏ đỏ vậy vậy? Cái rương có đỏ đỏ dưới này là rương hàng hiệu á. À, rương Gucci đúng không? rương Pro đúng không? Không, còn cái rương nào sao cũng đỏ cho vậy? Mấy cái rương đỏ này á là mấy cái rương mà nó sao? Đỏ á. Mà sao không biết hả? Bên Trung Quốc người ta hay nói rằng màu đỏ, à không phải có mỗi Trung Quốc đâu, nước nào cũng vậy thôi, màu đỏ là màu may mắn, hiểu không? Ủa sao may mắn nhiều với người ta? Sao bên nào tôi không thấy may mắn hết vậy? Ui, Tâm ơi, thương Sam cho nên không cho Sam. Cái rương này nó không có màu đỏ, không có rương xui xẻo hả? Rương xui xẻo hả? Rương này nè không có. Ôi chết, quên, để xíu bỏ màu đỏ vô nè. Ủa rồi. Ủa trời, tôi coi. Ủa giống y chang luôn mọi người, trời nó giống y chang luôn á trời. Để tôi mở cái rương xui xẻo này nha Phong. Ôi, cái rương này có sự xui xẻo. Ta phải mở cái rương này mới đúng nè, bởi vì cái rương này. Tôi biết hết trơn rồi mày Đạt. Rương này rương tin ti thì có. Mày Đạt rương may mắn. Trời ơi, qua tiếp đi, qua tiếp đi. Trời ơi, tôi qua tem nè. Trời ơi, chưa bị dích trơn. Hồi trừ tôi thấy hồi trừ ông là người bị thương tích đó Phong ơi. Cái nhà, cái Ê nha, bỏ xuống. Ông có chơi gì đây? Ông chơi bay xa vậy sao tôi đưa lại được? Đưa đây, đưa. Trời đất ơi, có cái con người. Trời ơi, không chấp nhận, gọi là không chấp nhận sự thua tôi rồi không? Chấp nhận thắng, không chấp nhận thua là sao vậy? Đưa đây coi. Đâu? Dạ thôi, qua đây. Trời ơi, tính ra hồi trừ toàn ông bị thương tích chứ tôi bị gì đâu ta. Rồi này, quay, tiếp theo là gì đây? Để xem coi. Ủa gì đây? Tèo. Hai cánh cửa hả? Tèo. Rồi, giới thiệu nè. Với Sam, ở bên này chính là cánh cửa, hãy chọn cửa đúng. Rồi, đó, là bây giờ bên này hả? Là cửa. Khoan kỹ ta, sai rồi, phải như thế này mới đúng nè. Ủa gì? Ủa là sao? Đó, bên này là kim cương nè, sao qua bên kim cương đi, bên đó nhiều kim cương lắm á, qua đó đào đi. Từ đây, mở cái rương coi. Từ đây, mở cái rương, đâu. Ủa vậy kỳ vậy, tự nhiên cho tôi mặc bộ đồ da giống nậu, trời ơi, bộ đồ kim cương đông cho mặc, mặc đồ da vậy, oh my god. Trời ơi, phải mặc đồ da đi đào kim cương để mình làm về đồ kim cương. Rồi, bây giờ chọn gì đúng không ta? Đúng rồi, bây giờ sao mà Sam chọn bên cái đồ kim cương đi, tôi nói thiệt á, nhiều kim cương lắm. Bây giờ tôi vô kim cương ha, vô ha. Rồi. Trời ơi, ông mời người ta vô mà ông đóng cửa vậy hả, chơi gì kỳ vậy, trong này có gì đây? Trời đất ơi, ông Phong cần lừa tôi. Trời ơi, tôi biết ai. Trời ơi, tôi biết ông lừa tôi mà. Ai? Trời ơi, từ từ biết coi chứ mày con. À, đây giống quánh chị Sam Pro á. Đây, Sam cho biết là Pro. Đây quánh nè. Ê, đây Sam Pro VIP nè. Đây đánh đi giùm mày cổ lên cho mày cổ lên. Đây nè. Đó quánh. Zombie. Đó, đây cho xoay tròn lại đây. Một phát là nhìn nha. 1 2 quất là wow đó. Cái gì vậy? Ê ra không mày, không mày zombie nha, không là người nha. Trời ơi, chơi gì kì. Tôi là zombie mà. Ủa quánh được ông không vậy? Quánh được ông vậy? Ủa có mất mặt hả? Ủa? Đây, trời ơi. Đây. Ông nói riêng thì có rồi. Lùm kim cương cho kiếm cơm nha. Trời ơi, xịn quá mày người ơi. Gà bát, coi trong này có gì đây? Để qua trong này. Trời đất ơi. Quánh quá trời, zombie cho mấy cái cục than này là sao vậy ông nội? Chơi chơi kia bo vậy? Thôi giật. Mệt ghê, cái này là do ông lừa tôi, ông đẩy tôi vô cửa cho tôi có muốn vô đâu. Trời ơi, cái đồ đáng ghét. Rồi bây giờ cửa này không phải nha mọi người. Cửa này là cửa không phải nha, để tôi qua bên này cửa này. Trời ơi. Mình chính mình hay cô lên bạn ơi. Nhìn lên chính mình. Tạm biệt Sam nhé Sam. Quê đây, tạm biệt Sam. Ơi. Trời kỳ quá mọi người. Đây, đây. Tôi nói rồi nha, ông có chơi. Tôi không tin được luôn á, cái ông nội này. Mày trời, tức quá. Ông làm tôi tức rồi, chị ông lừa tôi. Bây giờ tôi qua đây, mệt rồi, bên này là bên thục thang đúng không? Khổ quá à. Ui, sao bên cục thang lại có kim cương? Trời ơi, ảo vậy. Rồi, để tôi xem coi. Ui, ủa hết rồi à? Màn cuối. Ui, màn cuối cùng cha. Chưa gì đến cái chỗ boss rồi Phong ơi, gà bắt Phong ơi. Tôi thể tôi lên chém sổ con này nè, con boss lại bắt gì đây? Tôi chơi được hết. Trời ơi, tôi bao giờ sợ con gì đâu. Trời ơi, Phong tôi còn không sợ gì ai. Phong. Ông có chơi gian nha, ông chơi gian rồi. Ôi, tôi nói mấy thằng fan dislike ông bây giờ không biết đâu. Ở đâu? Bây giờ, đây.
Tôi nói thật luôn á, ông cho tôi chơi bình thường được không? Nha. Ông mà gì ta đổ lava làm cho ông sẽ biến thành con heo suốt cuộc đời này. Tôi nói thật luôn, ông đừng có chơi vậy với tôi. Dạ. Rồi. Tôi sẽ làm con heo cho bà coi. Đâu? À! Cái con gì vậy? Yêu. Trời ơi. Xin giới thiệu với bà. Bét của tôi. Trời ơi, bé heo đột biến. Bé heo của ông thì nhỏ, nó có bốn chân, sao mà vậy nó có cái chân con heo vậy? Chân con nhện vậy? Yêu. Yêu ơi, bé heo. Bà không biết. Bé heo của tôi đã rất là nhiều lần buồn bởi vì rằng là bà vừa có những cái thử thách cho tôi cho nên bé heo đã uống thuốc đột biến để đột biến thành con heo này. Trời ơi, ghê quá. Ghê quá. Là bé heo của tôi đó. Trời ơi, ghê quá. Cái bé heo là bị sao để bị Spider-Man cắn đúng không? Bé heo hôm qua nó bị nhện cắn nên nó biến thành vậy á. Trời ơi, sợ quá. Chứ mà bây giờ mình phải chém được cái con heo này nữa không là mình sẽ bị thua nhất. Tôi không tin tôi là Sammy đào bộ đồ. Tôi không thể nào thua Phong cần đâu mọi người ơi. Ghê quá. Bây giờ tôi ghê quá, ghê quá, trời ơi muốn nghỉ chơi. Thì kêu tay tròn của gia súa, lốc xoáy. Trời ơi, con heo ghê quá, giờ sao cưỡi heo vậy? Trời ơi, ghê quá. Đây, đây, trời ơi nó cắn tôi định nhện bây giờ, để nhện heo. Ôi, ôi, đây, quấn nè, đây, xoay tròn nè, giảm xoay tròn nè, nó sao mấy rồi? Cố lên, ôi, ghê quá. Ui. Hay quá, cố lên ơi. Ai trời ơi, mất cái mũ luôn. Ủa mất cái mũ luôn mọi người. Thấy là cái mũ của tôi rồi. No. Này, tôi không tin làm được. Này, con heo nè. Con heo đây là nghĩ con heo tôi phải công nhận nha mọi người. Trời ơi ghê quá. Này. Ui, đấy. Rồi, mất cái đôi giày luôn. Ôi, mất đôi giày rồi. Trời ơi, nó xin nó nuốt hết đồ ăn của tôi vậy. Sau khi nó ăn hết bụng, nó sẽ chuyển qua ăn thịt bà luôn. Ông thua rồi Phong ơi. Ông nói gì vậy ông Phong? Bây giờ sao em phải chuyển coi làm bét của tôi. Gì vậy, vô duyên. Trời trời, đây tôi coi. Yeah mọi người, tôi đã hoàn thành xong rồi là chị tắt kim mê công gà bắp của Phong Cẩn mọi người. Ủa gì vậy, em kim cương. Em kim cương của tôi. Em Phong nè nha, ông phần thưởng của tôi mà. Sao ông này ông chơi gian vừa tôi à. Đây, tới đây đưa kim cương cho tôi. Phong, đưa kim cương của tôi thẳng mà. Ôi trời, cho bây giờ con rải cả cái kim cương kìa. Trời ơi, thấy ghét không, thấy ghét chưa? Rồi, đưa đây. Ăn đi. Dạ, ông giá thôi tôi con gà hả? Trời ơi, bây giờ nha, để xem coi ai gạn ai. Bây giờ tôi sẽ cho ông biết thế nào gọi là mê cung bờ rồ VIP của Sammy Đào. Ok, ok chưa? Ok, vô luôn nè. Trời ơi, vô luôn, sợ gì? Rồi, bây giờ Phong cần đến với gọi là cái mê cung bờ rồ VIP của Sammy Đào. Bây giờ Phong cần có muốn nói lời gì không? Gì tôi vậy? Chấp Sam luôn, tôi chấp Sam hai tay luôn, tôi dùng chân thôi. Ui, nhớ nha, tí lý gọi là lấy chân mà chém nha, nhớ là hứa okay, chưa? Ok. À, bây giờ Phong cần thấy cái mê cung mình quá gà mà Phong cần dùng chân với dùng miệng thôi, không dùng tay luôn nha mọi người. Ok, giờ vô đi Phong. Rồi, để qua ai làm được gì? Đó, rồi nhìn mọi người. Đó, rồi cái gì vậy? Ê, chết rồi. Chết gì em bé vậy? Không, tôi làm em bé luôn, chấp Sam nguyên cơ. Trời ơi, rồi vậy làm em bé đúng không? Rồi em bé. Gì đây? Gì? Ủa kìa, nhiều chuyện mọi người thấy tôi nói rồi, Phong cần sẽ nhảy xuống đó mà không tin. Bây giờ tôi đang thử. Cái gì ta? Ủa cái này là gì ta? Không biết, tôi biết. Cái này tôi không biết. Rồi. Ủa? Cái này cái bẫy chặn hai nè, làm sao không vô được? Trời ơi, nó sao ra ngoài được? Ngoài ra ngoài được không? Ra được. Coi nè. Đâu, để quay ra được không? Ôi, Đạt ơi, Phong cần mày bây giờ. Thôi, bây giờ đây, bây giờ nhiệm vụ của ông là đi tìm cần gạt trong đống này. Đó. Cái này không, ôi, cái này không thế nào? Nó không có nổ. Không, cái này không nổ. Rồi đi tìm đi. Mà không để vũ khí cho tôi. Có vũ khí, có random vũ khí, đi tìm vũ khí đi. Đi tìm đi. Trời ơi, đi tìm. Đi tìm vũ khí đi. Anh cười cái gì?
Còn đường đâu mà chạy? Con đi kìa. Con kìa. Tìm vũ khí được không? Con dâm đi cưỡi gà để nhanh quá à. Chạy lên, chạy lên, chạy, 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 chạy đây, chạy đây. Rồi, rồi. Dâm đi nhanh ra. Rồi để coi, không chạy ra đâu. Ôi, ghê. Rồi chết rồi, 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 chết rồi. Tìm đi. Ủa? Đi nhanh vậy? Trời ơi. Tôi đã áp dụng. Tôi đã áp dụng ngày xưa cô tôi đã từng dạy trong mấy video tôi nói cho bà không nghe hả cô? Tôi đã từng nói rằng là khi mày lạc trong mê cung chỉ cần áp sát người vào bức tường và đi theo bức tường thì chắc chắn là sẽ thoát ra được. Ôi, à, bây giờ tôi nói rồi, ông Phong cần là thánh mê cung mà mọi người. Trời ơi, ghê, làm được cái này mới khó nè. Đây đi Thùy ơi. Lâu rồi cô đi. Lâu rồi cô đi đi, tôi không biết. Tôi không biết gì hết trơn á. Rồi ông làm gì làm đi. Đi đi. Cô qua đi qua. Cô qua đi đi. Ôi trời. Đi 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 đi. Rồi spam bay đi, spam bay đi. Mệt quá à. Rồi cái này mới khó nè. Racing thể hiện sự racing boy của Phong Cần. Phong Cần racing boy được không? Racing tuyền nè. Nó gọi là racing tuyền. Ông phí tuyền giữ ông leo lên người đây. Có cách, tôi có cách rồi. Sao? Ui ghê ghê ghê. Khó à. Thì nó mới khó, tôi nói thật luôn, tôi nói khó lắm. Trời ơi, khó vậy sợ lắm. Hết tuyền rồi. Trời ơi, ông này. Rồi qua được không? Để tôi đưa thuyền cho. Rồi, đúng rồi. Biết cái gì dữ vậy? Qua rồi. Tôi cười quá mọi người ơi, còn thuyền không? Hết chưa rồi nè. Nè. À, cái trời. Không. Ông đâu mà đưa thuyền. Khó vậy, qua được. Ok, ông đây từ từ tôi cho mấy cái thuyền nè, từ cho mấy cái thuyền nè. Đó, chơi gì chơi. Rồi. Qua đi. Cố lên. Mới màng mà quăng. Rồi đó, chậm. Chậm bà nội tôi. Ông chậm đi. Mệt quá. Không, kiểu này khó quá, chắc tôi sẽ đập bớt cái phòng. Tôi đập bớt. Sam ơi. Ông spam ơi đi. Mệt quá, đây tôi đập bớt trong đỡ khó này. Mệt quá ông Phong. Không cần rồi. Không cần. Chắc chưa, rồi tôi đập bớt mấy cái. Rồi. Trời ơi trời. Rồi. Rồi, ông quay đây rồi. Rồi, rồi. Bà đi thử đi mà biết. Trời ơi, tôi đi tôi qua rồi, chứ tôi cần gì đấy nữa. Rồi. Bảo. Qua rồi. Đó thấy chưa? Rồi, từ từ bình tĩnh, từ từ rồi bình tĩnh rồi, bình tĩnh rồi, bình tĩnh rồi, bình tĩnh. Còn có
Phong ơi, còn ngoan, còn ngoan Phong ơi, còn cố lên nào, thấy chưa, tôi đã có dễ rồi. Đây, để tôi review. Đây, đây có ba cái cửa nút Pro Hacker, nhiệm vụ Phong phải chọn một trong ba cái đường này để mở được cánh cửa của tôi. Rồi, đó hết xong, rồi chọn chọn đây. Rồi. Sau một thời gian chơi game nhiều thì tôi đã có nhiều kinh nghiệm lắm. Rồi. Mấy cái mà kim cương như thế này thường là giảm nè, thường sao sao mà cái cái này. Rồi, đây. Trời ơi, giả quá, giả dễ sợ luôn à. Rồi, trời đất ơi, giả vô Phong. Trời ơi, kinh nghiệm dữ hen. Cái bên này của bà thì làm gì tôi. Đâu, quánh tay luôn rồi này, quánh, quay sức người. Rồi, ra phần thưởng không là được 2 miếng Jimmy. Sợ quá. Chữa que kìa, trời ơi, con người gì đâu, chữa que kìa. Chữa que kìa, trời ơi, chưa kịp rồi. Ủa, xin mày là gì, ủa quái vậy, tôi rồi. Tôi có điểm quá không? Bà ép cái tôi vậy sao? Quay để tôi Ây da, sao bà ép cái tôi vậy sao? Để tôi Tuyên, trời ơi, từ tôi quên. Cái này là tôi chưa chỉnh chế độ, hiểu không? Đó, rồi, mặc áo giáp vô đi, được chưa? Mặc áo giáp vô chưa, có giáp vô. Có vô, rồi. Xin chào Phong đến boss cuối mọi người ơi. Đó bây giờ tôi không thèm đụng ông luôn á, thấy chưa? Tôi cho có chi vàng đâu. Trời ơi trời, đâu? Rồi đây, boss cuối ông đó. Rồi. Ê, trời ơi bé mưa à. Cái đâu vô? Bé mưa. Ông có lộn con này bé mưa đâu. Có bé mưa đang thấy khớp vậy. Ê. Ok, để đợi qua Phong bắn chừng nào xong nha mọi người. Tôi nói trước cho ông con này cực kỳ trâu nhưng bắn đến ngày mai luôn phải không? Ủa sao nó nghe tiếng, có tiếng điện vậy? Cái này là điện phải không? Cái ông thử đồng ăn rào đấy, ăn rào điện phải không? Ăn rào điện hả? Trời ơi, bắn tôi quá vậy? Bắn chừng nào xong, dùng kiếm đây. Cho nhanh. Không, tôi bắn khi nào dính điện thôi. À, ông nó không bao giờ lại gần được tôi đâu. Ok. Rồi chừng nào xong? Trời hết ơi, chừng nào hết cung tên thì xong. Ok, đợi nha mọi người. Trời ơi, tôi không tin được ông Phong cần anh té. Tôi không nên cho Phong cần công mọi người ơi. Ồ, hết công rồi. Hết công rồi. Ui, biệt. Ủa? Phong. Trời ơi, trời. Trời, mặc áo giáp vô đi. Cái gì vậy? Không cần luôn. Cái gì vậy? Ông vô cơ vậy? Trời ơi. Ủa cái da kìa mọi người. Trời tài 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 ơi trời ơi. Giật điện đi. Giật điện đi. Trời ơi quay kìa mọi người. Quay kìa. Ôi đi đâu có giật điện kìa. Ôi đâu. Trời ơi đi con. Trời ơi bé của niêu của tôi. Oh no. Trời ơi sao ông em vậy. Trời ơi, ông Phong cần kem rồi. Trời ơi, Phong ơi. Tôi nói rồi, hóa ra tính ra tôi thắng á Phong ơi. Ok, mọi người thấy là cái mê cung bộ đồ của Sam mạnh hơn hay là cái mê cung núp của Phong cần mạnh hơn? Đừng quên các bạn bây giờ sao biết nha. Đó, rồi ông làm gì tôi không làm gì, tự nhiên kêu bất khung như tôi vậy. Này nha, để đi, không biết chơi nha. Tôi cây này, đừng không. Ê, cái gì mạnh gì? Ê, con gì? Đồ. Ok mọi người, mình nghỉ video nha. Thả tôi ra. Tôi đang chào em làm. Không có nói nhiều. Ai vậy ông kìa? Không có thả. Trời ơi chết rồi mọi người, mình không cần bị dài mọi người. Không bị dài. Tôi à biết rồi, bị bé cún đáng yêu tôi cắn răng bị dài đúng không? Trời đất ơi, trời khổ ghê mọi người. Ok mọi người thấy video như thế nào được biết các bạn bây giờ sao biết nha. Đó và nếu các bạn muốn xem solo cùng Phong cần với những cái video thử thách như là núp với Pro, muốn xem làm gì về núp với Pro nữa, đừng quên các bạn bây giờ sao biết nha, sao để làm theo thử thách của các bạn nha. Ok, tạm biệt mọi người ở clip sau, hẹn gặp lại. Bye bye mọi người, bye bye kìa mọi người, bye bye à. Phong núp rồi, bye bye đi Phong ơi. Bye. Trời ơi, giỏi các bạn ơi. Bye bye.